Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Ngọc Hàn, chuyên viên tư vấn kỹ thuật bên Đạt Xe Tải. Thì cũng như ở video tuần trước thì mình đã báo giá hết tất cả những mẫu xe hiện đang có tại salon của mình cho quý vị và các bạn rồi. Và trong số đó thì cũng đã có những mẫu xe mình đã bán rồi. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một số mẫu xe mới về hiện đang có tại bên salon của mình. Thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần khá là đẹp trời. Thời tiết hôm nay cũng đã ấm lên rất là nhiều rồi. Thì nhiệt độ dung khung khoảng rơi vào tầm độ 22 độ thôi. Thời tiết này thì rất phù hợp cho những tổ chức buổi tiệc tùng và đám cưới đúng không ạ? Và cuối năm cũng đã đến rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào những mẫu xe hiện đang có của ngày hôm nay các bác nhé. Thì đầu tiên đây là toàn bộ khung cảnh bãi xe của nhà mình. Đấy. Có một số mẫu thì mình cũng đã báo trên video lần trước rồi. Thì bây giờ thì cũng sẽ đi review cho các bác một số mẫu xe vừa mới về thôi. Đâu xem nào, đây rồi. Đầu tiên là một em Taco Lin 700 đời 2021. Một chiếc xe còn khá là mới, màu xanh ngọc, đến từ vùng quê hương Bắc Giang, nơi có dòng sông Thương và có bánh đa kế và quốc lộ 1A. Và có những cô em bán những quả vải rất là ngọt vị các bác ạ. Nội thất, ghế cũng đã được bọc da nguyên bản của nhà máy rồi. Và điều hòa theo xe. Về nội thất của những dòng này thì nó cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm. Vẫn nguyên bản là đài 6 số. Hỗ trợ thêm hai cổng sạc cho chúng ta. Một bên là tàu phuốc và một bên là cổng sạc 12V 16A. Vô lăng củ số vẫn là còn đẹp. Đài cao thì chúng ta không cần phải ấy gì lắm cả đúng không ạ? Chiếc xe này chạy mới được có 18.969 km thôi. Một chiếc xe chạy quá là ít. Đó, đời 2021. Tất cả phần lốp láp vẫn nguyên bản theo xe. Anh em có thể nhìn thấy này, tất cả những phần chấm sơn bảo hành của ốc tắc kê này. Đó. Vẫn còn nguyên như mới. Chưa có chỗ chạm gì cả. Thân vỏ thì quá là ok rồi. Sơn thì toàn bộ 100% là sơn zin, chưa có bắn tỉa ở đâu cả. Sàn sóng thì cũng không trúng võng gì. Vẫn còn nguyên. Sắt xi thì không hà rồ, không mục mọt ở một chỗ nào. Với một chiếc xe nó chạy có được 1.8 thì chắc là nó phải gọi là vừa mới hết rót đa thôi. Đây, lốp nguyên bản theo xe nhá. Đó. Lốp dự phòng vẫn còn mới kính con, chưa hạ. Và đang thắc mắc một điều là không biết là em này nó đã được lót sàn chưa thôi. Thì bây giờ em sẽ mở thùng ra để xem là chiếc xe này đã được lót sàn hay chưa các bác nhé. Wow, một màu xanh mướt của sàn sóng này. Chắc là bác chủ cũng chở hàng rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi thì cũng chưa lót sàn. Đấy, đây là những vết xước khi mà chúng ta kéo hàng hóa. Kéo hàng hóa thì nó sẽ tạo ra một vết xước như vậy. Đó. Hôm nay em sẽ review những mẫu xe về mới về thôi. Mỗi một mẫu xe em sẽ review chi tiết một con để cho các bác cùng tham khảo nhé. Xem phần máy nè. Máy thì chắc là ok thôi, cũng chả có gì phải suy nghĩ đúng không. Đấy, cabin tự lật luôn. Hệ thống đẩy rất là ok. Với thiết kế là công nghệ Isuzu tiêu chuẩn Euro 4, đã được lên turbo tăng áp giúp chúng ta vượt đèo leo dốc khỏe hơn. Còn nguyên luôn, không có gì cả. Tất cả phần chống ồn chống nóng này nguyên vẹn, kể cả cua lốp cũng vậy, chưa một tí gì gọi là bong chóc sơn cả. Đó. Và giá của chiếc xe này thì nó cũng chỉ rơi vào khung khoảng tầm độ trên 300 và dưới 400 thôi. Rẻ hơn với xe mới gần 100 triệu rồi. Rẻ hơn xe mới gần 100 triệu. Đấy. Taco Olin 700 đời 2021 hiện đang có tại salon Đặt Xe Tải. Anh em cần thêm chi tiết hơn, thực cần quay video thì có thể alo em theo số điện thoại hiện trên màn hình là 0978 730 999 hoặc 0975 672 888 các bác nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi sang xem một mẫu K250 đời 2022. Dạ vâng, đây là một mẫu Taco Lin. Đây là một mẫu Taco Frontier K250 đời 2021
Nãy em nhầm là 22 các bạn ạ. Đấy. Đã được trang bị đầy đủ điều hòa, thùng mở 5 bưởng, rất là thích hợp để anh em bốc xếp hàng hóa dễ dàng hơn. Hồ sơ cầm tay. Đấy. Khám dài đến tháng 10 năm 2023. Chúng ta cùng đi khám phá về phần nội thất của em nó trước nhé. Nội thất ghế đã được đục ra. Thường thường thì em để ý thấy là những cái dòng này về người ta sẽ bọc da để nó giữ lại được lớp nỉ, ok hơn, đẹp hơn. Tất cả phần trần bác chủ cũng khá là giữ gìn, đã được bọc trần rồi, bọc trần ni lông rồi để giữ lớp nỉ nó sạch hơn, đẹp hơn. Khi mà chúng ta mà tháo cái lớp nỉ kia xuống để mà giặt hoặc là đánh tẩy rửa ấy, nó sẽ sơ ra tạo thành một lớp bông. Tất cả những phần che nắng này, đấy, khi đi trên đường nắng quá thì chúng ta có thể che, vẫn còn nguyên lớp ni lông của nhà máy. Đây, nội thất này cũng vẫn chỉ là nguyên bản thế thôi, của dòng nhà Thaco thì con nào cũng giống như con nào. Đó. Một chiếc xe chạy được 26.498 km, chạy cũng khá là ok, chứng tỏ là bác chủ này cũng hàng hóa cũng rất là đều thì mới chạy đến cái cây số như thế này. Rất tiếc là cái dòng này không biết là đến trong một số năm tới thì nhà Thaco có liệu có ấy sang thành cabin lật không, chứ tại vì để máy dưới gầm ghế như thế này thì để mà chúng ta có thể nhìn được số máy thì rất là khó, đúng không ạ? Tại vì cái số máy người ta để theo này, để xem một cái hình tam giác như thế này nữa thì đến thợ cả số còn khó khăn, chứ nói gì đến anh em chúng ta đi mua xe xem, đúng không ạ? Đây, tất cả sàn này, sàn sóng quá là ok luôn, không gì hết, sơn zin 100% anh em nhé. Số khung thì rất là rõ ràng, còn số máy thì rất là nhìn hơi khó một chút thôi, nhìn sẽ hơi khó một chút. Tất cả lốp dép thì đẹp tương đối cả dàn, được khoảng độ 90%. Tất nhiên là xe chạy rồi thì nó sẽ ấy hơn. Ê, wow. Cũng như em Thaco lên bên kia. Không có gì, chưa lót sàn, nhưng mà sàn quá là tuyệt vời. Sàn quá là tuyệt vời, không trúng võng, vẫn còn nguyên. Chiếc xe rất là tuyệt vời. Những thiết kế của Thaco thì nó theo xu hướng của dòng Bungo. Các bác có thể nhìn giống dòng Bungo, dòng K250, K200. Nhìn thiết kế khá là giống của những cái dòng xe Kia Bungo của Hàn Quốc. Đó. Nhất là những chiếc xe đời cao, như là đời từ 12 đổ lên ấy thì máy nó sẽ to hơn bọn K250 này. Bungo máy đời 22 đổ lên thì nó máy là 133 cơ. Còn K250 thì máy nó chỉ có là 126 thôi. Và chiếc xe này hiện tại em đang bán với mức giá là nhô 400 triệu đồng một chút thôi. Là anh em sở hữu được chiếc xe này rồi. Chỉ nhô 400 triệu một chút thôi. Đó. Bây giờ chúng ta cùng đi sang xem chiếc xe Thaco Lin 700C đi. Sang xem 700C các bác nhé. Vâng, đây rồi, lại là một em Thaco Lin 700C nữa, đến từ vùng quê hương Bắc Giang, 98C10611. Em đến từ Việt Yên. Đó. Đấy. Bắc Giang là nơi có dòng suối mỡ và có những vườn na. Một màu xanh ngọc cũng rất là đẹp. Chiếc xe này thì cabin thì em cũng đã đánh bóng lại rồi và có sơn tỉa này. Đó. Và phần thùng, chân thành thùng em cũng đã được sơn lại rồi để đồng ngọc cho nó đẹp hơn. Khám thì đến tận tháng 3 năm 2023 cơ. Đời 2016 anh em nhá. Đây, tất cả phần mã kính vẫn còn nguyên. Cam kết là xe không đâm va, không ngập nước, không trồ chạm gì cả. Nội thất thì cũng chả có gì để nói cả, đúng không nhá. Thì những chiếc xe Thaco ấy thì nội thất nó đều giống nhau cả thôi, không khác gì cả. Ghế thì về nhà em mới bọc ra, nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Đó. Và chiếc xe này em đang bán mức giá là chỉ nhô 300 một chút thôi, rơi cũng tầm độ 370 thế này. Đó. Tất cả phần ấy này, thùng này. Chiếc xe này đã được lót sàn rồi anh em nhé, không trung võng gì. Phanh hơi lốc kê đầy đủ, lốp dép thì đẹp, khoảng độ 80% thôi. Lốp dép chỉ được khoảng độ 80% thôi anh em ạ. 80% thôi. Đấy. Thì em này hiện tại đang bán tầm độ cũng 370 thôi, chỉ tầm đấy thôi. Đó. Và kế bên đây. Vâng, là một em Thaco Lin 800A. Với tải trọng là 8 tấn, thùng dài là 6m9, đời 2015. Đến từ vùng đất quê hương Thái Nguyên, chè Thái.
Đó, nơi có những mảnh đồi chè xanh mát, những cô em hái chè rất là tươi tắn và nụ cười thật là duyên. Thùng đã được trang bị một chiếc thùng inox rồi. Một chiếc thùng inox anh em nhé. Đây, thùng inox luôn. Anh em nào mà về chở trâu bò hay là lợn có thể làm được hai sàn. Thùng dài 6,9 m, rộng là 2,3 m. Chiều cao là 2,3 m hay sao? Đúng không? Đây. Thiết kế là cabin kép, giúp chúng ta ngủ nghỉ thoải mái hơn khi trên những chặng đường dài rất là mệt mỏi. Đã được trang bị màn hình Android rồi. Đó. Chiếc xe này thì hiện tại đang bán với mức giá nó chỉ 300 mấy nhỉ? Chiếc này Nhô 300 nhô 300, nhưng mà hiện tại thôi thì cứ cho các bác một cái mốc rơi tầm độ 36 3 37 đi. 37 38 thôi. Nói chung là còn lộc lá cho anh em nhiều nhiều. Đó, lọc lá cho anh em nhiều nhiều để mà anh em về còn bảo dưỡng thay dầu máy, bảo dưỡng bốn bánh mọi thứ. Thùng thì quá là ok rồi, bạt thì sẽ có bạt mới cho anh em đó, tại vì cũng chưa lắp bạt, bây giờ lắp vào thì sợ nó mưa nó nắng nó hỏng mất, nên là phải để bạt mới cho anh em nhìn cho nó sướng. Bây giờ cùng sang dòng 500B đi, 5 tấn, sang dòng Olin 5 tấn một chút anh em nhé. Trước mặt chúng ta đây là một em Taco Olin 500B đời 2017 đến từ vùng đất Hòa Bình, nơi có món là chả cuốn lá bưởi này, đấy, xôi nếp Mai Châu, thịt trâu lá lồm. Một chiếc xe với mức giá nó chỉ dưới 300 thôi, nhô 200 một chút xíu thôi anh em ạ. Đấy, cũng đã được sơn tỉa lại rồi. Đấy, Tân Lạc Hòa Bình nữa thì gần đấy có cam Cao Phong. Đấy. Phần trên đấy, khu trên đấy rất là nhiều đặc sản để mà chúng ta có thể thưởng thức. Đây. Nội thất thì con nào cũng như con nào thôi, về dòng Thaco anh em ạ. Chúng ta không cần phải đi đến phần nội thất nữa. Chúng ta cùng xem phần sàn sóng các thứ đi. Máy móc thì vẫn là nguyên zin nhá, sàn này. Đấy, cũng đã được sơn tỉa lại rồi. Sơn phủ gập để cho chống mọt. Chống mối mọt các bác ạ. Đấy. Tôn thành thủ tôn cánh cửa cũng đã thay mới. Đấy. Nói chung là một chiếc xe về anh em không phải làm gì cả, chỉ có thay dầu máy, đổ dầu vào là để kiếm ra tiền thôi. Đó. Bạt mới luôn, bạt da anh em nhé, bạt da không phải bạt dứa đâu. Bạt dứa thì nó chỉ được một khoảng thời gian nào đấy thôi là nó sẽ tự nhiên là nó sẽ bị mòn, nó bị mục đi. Thế nên là chúng ta tốt nhất là đầu tư một cái bạt da. Kế bên đây thì là một em độc nhất vô nhị ở bãi nhà mình rồi. Thaco Hyundai HD 650 đời 2016, tải trọng là 6 tấn 4. Tải là 6 tấn 4. Sơn zin đến 80-85% đời 26. Đấy. Em này thì đang bán với mức giá là 560 triệu. Đấy, nội thất này. Ghế này, trần này. Cũng khá là chịu chơi, chịu chi bác chủ này đấy. Nói chung là chúng ta bọc lại như thế này thì nó có thể là giữ gìn cho nó được lâu hơn này, ok hơn. Nói chung là về phần nội thất của Hyundai thì nhìn trông nó cũng khá là xịn sò hơn so với dòng Oly, với nội thất đôi mùi. Đấy, viền giả vân gỗ, nhựa giả vân gỗ, cũng chỉ ở đầu 6 số thôi, à, nguyên bản đầu 6 số. Và có rất là nhiều nút bấm để chúng ta có thể chế chiếc các kiểu thoải mái luôn. Các bác có thể lắp đèn, thêm đèn hay là thế nào đấy sẽ ok hơn. Hyundai thì nó là ở một cái tầng đẳng cấp khác rồi, thế nên là chúng ta đi sang phần xe khác thôi, chứ em không thích Hyundai lắm đâu, nói thật các bác thế. Tại vì sao? Tại vì nếu mà đi Hyundai thì nó nhiều tiền quá, còn em ít tiền thì để mà khởi nghiệp nhanh thu hồi vốn thì em sẽ lựa chọn dòng Olin và dòng xe tàu. Thứ nhất là Olin đi tiết kiệm nhiên liệu và nó cũng rất là khỏe. Và tiếp theo đây là một dòng 5 tấn nữa. Taco Lin 450A đời 2015. Đã được lên phanh hơi lốc kê, thùng dài 5,77 m và em này máy là của 7 tấn. Đàn anh của dòng Taco Lin 700C anh em nhé. Cũng đã được sơn sơn tỉa lại hết rồi, hầu như gọi người ta gọi là sơn tùm cả xe rồi. Đấy. Lốp dép thì cũng chỉ là tương đối thôi, nó khung khoảng tầm độ 85% thôi. Và em này hiện tại đang bán với tầm giá là 300 nhô một tí tẹo thôi.
hơn 300 nhô một tí tẹo thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem mấy mẫu Kia thôi các bác nhá. Đấy. Đây là một mẫu đến từ nhà Đô Thành. IZ65. Đời 2018 màu trắng. Đấy, hồ sơ cầm tay, giá cũng chỉ là 300 nhô thôi. Tải trọng là 3 tấn 490. Anh em B2 chạy được tốt. Đây, nội thất đây. Nó có sự khác biệt so với dòng Holy. Đó. Nhiều anh em cũng tìm dòng này, nhưng mà thực ra dòng này đi nó cũng khá là ok, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thùng dài là 4m25. Đấy, tải 3 tấn 49. Anh em có thể chạy thoải mái luôn. Đó. Đây. Còn khá là nhiều xe để cho anh em lựa chọn về những cái dòng Kia này, như là K2007, K3000, K140, K165, K125 và K190. Đó. Đây, tất cả đây còn rất là nhiều các bác nhá. Còn rất là nhiều. Kính mời tất cả quý vị và các bạn và tất cả anh em mọi miền trên Tổ quốc hãy đến với Salon Đặt Xe Tải tại số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để cùng nhau chiêm ngưỡng những mẫu xe hiện đang có tại salon của mình ngày hôm nay, hoặc có thể là lên kênh YouTube Đặt Xe Tải hoặc là fanpage Đặt Xe Tải để cùng theo dõi những video clip mà em ra hàng ngày các bác nhá. Và đây, trước mặt đây là một em Kia K3000 đời 2012. Em này thì cũng chỉ giá là nhô 200 thôi. Tất cả những video chi tiết hay ảnh chi tiết em đều có rồi, và cũng đã báo giá cho các bác ở video trước rồi. Em chỉ quay lướt qua thôi cho anh em cùng xem. Đây, cái đèn xinh nhang đây. Cái đèn xinh nhang này là hôm qua Em bị hack mất các bác ạ. Và tí nữa em sẽ đi mua để em lắp vào. Các bác nhá. Và kế bên đây là một em Kia K2700 đời 2011, giá dưới 200 triệu. Giá dưới 200 triệu. Cứ đến từ vùng quê hương Bắc Giang. Đấy. Bọn này thì chạy thụt nhún đằng trước. Chạy thụt nhún đằng trước. Và chỉ chở tải nhẹ thôi. Thích hợp cho các bác đi chợ này. Chở hàng khô hoặc là chở gà. Nếu mà một chiếc xe như thế này, nếu mà để mà chất đầy thùng lên gà chắc nó chỉ được tầm độ 5 đến 8 tạ thôi. Đi khá là tuyệt vời. Đó. Bên này thì cũng còn rất là nhiều K3000, K165 từ đầu cho đến cuối cơ, đủ các đời. Đấy. Em này là K165 đời 2017. Tải trọng là 2 tấn 4. Và giá thì chỉ trên 300 triệu một chút thôi. Đấy. Sơn zin đến 85%. Một chủ từ đầu. Bác này thì là ở Kiến An, Hải Phòng. Hôm em sang mua thì bác ấy đi chở đồ hộp, cơm hộp cho công nhân ở công ty thôi. Thế nên là bác phải đổi sang biển vàng. Đó. Điều hòa hãng, lót sàn tôn. Điều hòa hãng và lót sàn tôn. Một chủ từ đầu các bác nhé. Đây, nội thất đây. Khá là đẹp. Nói chung là một chiếc xe để mà chúng ta sử dụng, bỏ ra tầm tiền như vậy thì khá là ok, đúng không ạ? Đó. Còn bác nào mà cần video chi tiết hơn thì em có để trên kênh YouTube Đặt Xe Tải các bác nhé. Vừa rồi thì cũng chỉ là em quay điểm nhấn về những mẫu xe hiện đang có bên salon của nhà em thôi. Thì còn rất là nhiều những chiếc xe khác đang về và trên đường về. Đó. Mong các bác luôn luôn ủng hộ salon Đặt Xe Tải và tất cả mọi người. Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả, vạn dặm bình an. Chúc những các bác đang trên đường mà theo dõi live stream hoặc là xem video của Đặt Xe Tải một ngày vui vẻ, hạnh phúc, vững chắc tay lái trên mọi nẻo đường. Đấy. Còn bây giờ thì thân ái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đặt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.